mến chào các bạn. Hôm nay Hòa Huy vừa xin giới thiệu đến các bạn là bộ 5 cái mẫu mới trong năm 2023 và cái giỏ giữ ấm bình trà làm từ trái dừa và chữ nhân, mẫu chữ nhân, chữ vệ, chữ nghĩa, chữ trí và chữ tính. Thì ban đầu mình đi tìm hiểu cái bộ chữ nhân trước. Chữ nhân đây, các bạn thấy bố cục chữ nhân rất là đẹp. Về bên ngoài của sản phẩm là sản phẩm này được làm từ trái dừa tự nhiên, thân thiện với môi trường, an toàn trong quá trình sử dụng. Cái bóng đây là mình phủ một lớp bóng để nó giữ cái sản phẩm được bền chắc đẹp. Về phía sau của sản phẩm, thì bên mình có để lại cái tem truy xuất nguồn gốc, có dán cái tem truy xuất nguồn gốc. Khi các bạn nhận hàng thì các bạn nên kiểm tra cái tem này, đồng thời các bạn tìm hiểu thông tin thêm về ở bên mình. Đây là bộ sản phẩm có chữ nhân nha các bạn, chữ nhân. Thì phần dưới cái nắp sản phẩm thì bên mình có để lại thông tin và trang sản phẩm Hòa Huy Dừa chấm vn này, kèm theo đó là cái tem truy xuất nguồn gốc, cái số điện thoại và cái tem truy xuất nguồn gốc ở phía sau. Bên trong bộ sản phẩm là cái bình trà, mình gọi là cái túi tích đó các bạn. Cái bình trà này có dung tích là từ 450 tới 900 ml, đó là ba cái cỡ bình. Bình 0.45 lít, 0.4 tới 0.45, bình hơn nửa lít và cái bình hơn 3 xị. Thì cái bình cho cái bộ sản phẩm này là cái bình hơn nửa lít, có cái hoa văn hình ong tiên rất là đẹp, cái màu men là bóng đẹp. Về bên trong bộ sản phẩm thì bên mình có lắp một cái lớp vải, có thể là cái vải màu cam như thế này hoặc là cái vải màu đỏ. Nhất tác dụng của lớp vải này là để giữ ấm nó lâu hơn, đồng thời là cái mỹ quan nó sẽ đẹp ha. Bạn thấy toàn bộ cái mặt cắt ở bên mình sử dụng bằng phương pháp cắt thủ công, mặt cổ vạt có gia cố keo cho nên là cái này nó không có bị bung. Phần đáy cũng vậy, bên mình không có vết thủng đáy mà giữ nguyên kết cấu của trái dừa. Trái dừa như thế nào thì giữ nguyên như vậy để cho nó có cái độ mạnh. Đặc biệt ở bên trong, cái phần phía dưới này nó còn một cái lớp gáo để giữ. Lớp gáo có tác dụng như một cái phần khung đó các bạn, để nó giữ liên kết giữa cái phần sơ mềm với phần khung cho cái sản phẩm nó được bền hơn trong quá trình sử dụng. Và cái phần nắp này cũng vậy, và phải còn gáo. Cái phần gáo là cái phần này, các bạn. Đó, giữa phần sơ và phần gáo, giống như một cái phần khung để giữ cho cái sản phẩm nó được chắc, bền chắc và trong cái thời gian mình sử dụng nó không có bị cong vên. Bộ sản phẩm này có tác dụng là giữ ấm bình nước trà, bình nước trà xanh hoặc các loại nước cần giữ ấm để sử dụng trong gia đình trong ngày. Ngoài cái tác dụng giữ ấm bình trà, bộ sản phẩm này có tác dụng là trang trí, nó sẽ làm đẹp hơn không gian nhà của bạn hoặc cái không gian trong phòng của bạn. Cái thời gian giữ ấm cho cái bộ sản phẩm này giữ ấm tốt nhất thì từ 2 giờ tới 6 giờ và tốt nhất từ 2 giờ tới 4 giờ. Đặc biệt trong thời gian qua thì có nhiều khách hàng chọn bộ sản phẩm như thế này, dòng sản phẩm khác vậy, để làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong những dịp lễ Tết hoặc là những dịp đặc biệt, hoặc là tặng cho những người lớn tuổi được khách hàng đánh giá rất là cao. Các bạn có nhu cầu mua bộ sản phẩm này hoặc là tìm hiểu bộ sản phẩm thì các bạn liên hệ với bên mình theo các cách sau. Cách thứ nhất là các bạn vào cái trang Hòa Huy Dừa chấm vn này và các bạn tìm dòng sản phẩm ưng ý bạn chọn mua, hoặc là các bạn gọi trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0913 209587. Số điện thoại này là có Zalo, Viber
và Facebook, các bạn sử dụng cái phương pháp nào để liên hệ với bên mình được, và bên mình sẽ tư vấn cụ thể về công năng cũng như là cái nhu cầu sử dụng, nó đúng nhu cầu sử dụng của các bạn cũng như của khách hàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip và buổi vừa giới thiệu cái bộ sản phẩm là bộ dĩa ấm bình trà làm từ trái dừa có khắc hoa văn lòng chữ nhân trong cái bộ sản phẩm là nhân, lễ, nghĩa, trí và tính. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo, và bây giờ sẽ giới thiệu những bộ sản phẩm độc đáo khác. Xin mến chào các bạn.